Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023, Quyền đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Phú Tân phối hợp câu lạc bộ y bác sĩ tình nguyện huyện vừa đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Hưng. Tại đây, người dân được các y bác sĩ tiến hành khám bệnh, test đường, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn cách sử dụng thuốc an toàn và tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách sưởi ấm trong mùa lạnh. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hưng còn trao tặng mỗi người dân đến khám bệnh 10kg gạo. Tổng kinh phí đợt khám bệnh cấp thuốc và phát gạo trên 25 triệu đồng do câu lạc bộ y bác sĩ tình nguyện huyện và các nhà hảo tâm của xã Phú Hưng hỗ trợ.